xác định trách nhiệm của kênh phân phối trong chuỗi cung ứng là phải làm sao duy trì cung ứng hàng hóa thiết yếu đến tay người tiêu dùng. Đồng hành cùng chính quyền địa phương, các siêu thị, trung tâm mua sắm và các chợ truyền thống đã lên kế hoạch cho giai đoạn bình thường mới, hướng đến mục tiêu sẽ là điểm mua sắm xanh, đem đến an toàn của người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngày thứ hai, Đà Nẵng trở lại với hoạt động bình thường mới. Người dân đi mua sắm tại các siêu thị, chợ bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Với cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm và không gian mua sắm an toàn, siêu thị Go Đà Nẵng yêu cầu nhân viên bán hàng và khách hàng tuân thủ chặt chẽ quy định 5K, đặc biệt là tăng cường giám sát lượng người ra vào siêu thị, cũng như thông tin y tế của họ thông qua mã QR code. Thứ nhất là em thấy là cái việc mà xây dựng những cái điểm an toàn mua sắm an toàn á thì nó rất là cần thiết ạ. Đó là trong cái tình hình dịch bệnh như này, bản thân như em là một cái người tiêu dùng ấy ạ, thì vì cái sự an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh em thì em sẽ ưu tiên lựa chọn những cái điểm mà người ta có những cái kiểm soát cái an toàn đi vào như vậy, ở mức độ cao như vậy ạ. Với quá nhiều sự lựa chọn như hiện nay, người tiêu dùng sẽ cân nhắc khi chọn địa điểm mua sắm. Ở đó phải hội trụ các yếu tố an toàn, chất lượng, giá cả cạnh tranh, thấu hiểu sâu mối quan tâm lớn khác của khách hàng về nguồn cung, chất lượng cũng như giá cả của thực phẩm. Các siêu thị trên địa bàn đã chú trọng mô hình từ trang trại đến bàn ăn đối với rau, củ, quả, trái cây, thịt heo và thủy hải sản nhằm kiểm soát tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động nguồn cung và đem đến giá tốt nhất cho người tiêu dùng. Kỳ vọng một cái đợt mua sắm mới sau khi mà bà con trải qua cái mùa Covid, họ không có cái điều kiện để mà mua sắm trực tiếp, thì chúng tôi đã xây dựng những cái chương trình rất là cụ thể từ đây cho tới trước mắt là ngày 20 tháng 10 cho phụ nữ, tiếp đến đó là tới ngày lễ Giáng sinh, và chúng tôi đã lên kế hoạch về cho công tác Tết. Thì hiện nay thì chúng tôi đã làm việc cực kỳ rất là chuyên nghiệp với tại trung tâm thu mua, tại các nhà bán lẻ để đưa ra những cái chương trình cụ thể giảm giá ở những sản phẩm thiết yếu. Cũng như siêu thị, các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố cũng xây dựng nhiều phương án linh hoạt để đáp ứng bối cảnh mới. Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, các chợ đã siết chặt phương châm 5K với cả người bán lẫn người mua trong thời gian mở cửa. Tại Đà Nẵng, hiện 100% thương nhân người phụ bán hàng, lực lượng vận chuyển hàng hóa ở các chợ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19. Việc mà kiểm soát dịch chúng ta tốt thì chợ đã đủ điều kiện và sẵn sàng đáp ứng phục vụ được tốt các nhu cầu phục vụ du khách du lịch. Đối với ban quản lý chợ hàng thì trước tiên là tổ chức thực hiện tốt các cái tiêu chí, nhất là công tác xây dựng quầy hàng chợ văn minh thương mại. Đây là cái điểm chốt yếu để rồi phục vụ cái chợ du lịch. Rồi vận động các hộ kinh doanh tổ chức phục vụ những cái ngành hàng phục vụ du lịch. Nỗ lực để xây dựng điểm mua sắm xanh, mua sắm an toàn, nhưng các nhà bán lẻ vẫn khuyến khích khách hàng đặt qua các ứng dụng. Nền tảng thương mại điện tử sử dụng dịch vụ đi chợ hộ và giao hàng tận nhà thay vì đến mua hàng trực tiếp. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn mua sắm trong giai đoạn bình thường mới, mà còn giúp đa dạng hóa sự lựa chọn của khách hàng trong việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.